quá đẹp. Cái nhánh to kìa. Ồ, nhìn nhìn mình tưởng đó là một cái cây khế mà Cây nó trồng bự mai vậy đó, gì đó. nhưng mà thật sự là cây mai Nó lắng lình luôn. Cái của này chú của hả? chú. Đó, của ông kia kia chứ. Dạ. Vậy là hai người là đứng đây khách coi 100 năm rồi. Những năm ông này chủ hả? Anh này 100 chủ năm hả? anh. Bao nhiêu năm tuổi? 100 năm anh. Anh nói 100 100 năm năm hả? tuổi. Ở dưới cây nhánh kìa. Kệ nhìn chú này là 7 triệu 500 ngàn. Đây là chậu pha lê. Là một cặp này là 350 một cặp. Đây là những chậu hướng dương có giá là 100 ngàn. Wow, đây là cái gốc mai mai nu có giá là 500 triệu nha cô chú anh chị. Là cái chậu lúa này nha cả nhà, 50 ngàn. Chậu này là cúc mai cúc thọ hương 6 triệu. Ồ, chậu bự này vẫn là 150 luôn, 75 ngàn một chậu. Cây vú sữa trái sum xê có giá 28 triệu. Này là giống vú sữa lò gàng, là loại vú sữa rất là ngon. Xin giá luôn anh, 75 triệu. Dạ, 75 triệu cái gốc khế hàng trăm năm tuổi như thế này. Hai triệu 500 ngàn. Cái này là táo gì chú? Anh nói là mấy cái chậu này là 3 triệu một cặp. Hello, đứa con Đồng Tháp mến chào cô chú anh chị và các bạn. Thì không có gì hơn là những ngày này chỉ có những cái bông hoa, những cái cây kiểng mà độc lạ nhất Tâm có thể ghi hình để gửi đến cả nhà. Hiện tại thì Tâm đang ở trên cầu Bến Tre. Thì tới đây cũng mục đích là để quay những cái loại hoa kiểng của Bến Tre và giá cả cho cô chú anh chị gần xa có thể biết, mà khi mà không có thời gian để đến đây ha. Hôm nay Tâm đi là vào ngày 20 âm lịch mình rồi, còn khoảng 10 ngày, còn 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán của chúng ta rồi. Và ở tại bờ kè Bến Tre này nè, phía dưới á cả nhà, là đang rất là xôn xao và tấp nập, cô chú anh chị đang lên hoa rất là nhiều ha, cúc vạn thọ mai rồi những cây kiểng độc lạ rất là nhiều. Và bây giờ xin mời cô chú anh chị và các bạn mình cùng với Tâm để chúng ta đi khám phá
chợ hoa Tết tại bờ kè của thành phố Bến Tre ha. Và bây giờ xin mời cả nhà cùng đi nha. Wow, đây là những chậu cúc rất là khủng nha. Đông mét mấy. Này là cúc Đài Loan hả chú? Cúc Hoa Lời. À nhỏ hơn ha. Dạ. Bông nhỏ hơn. Anh nói là mấy cái chậu này là 3 triệu một cặp. Đây là cúc pha lê. Còn đó là, đây là cao hơn một tí ha, phong nhiều hơn. Cái này là 4 triệu một cặp, cao 1m2. Rất là to luôn cô chú. Bốn triệu cho cái cặp cúc pha lê này. Còn 3 triệu cho cái cặp cúc pha lê 1m này. Anh có mấy chậu nhỏ nữa kìa. Rất là nhiều loại luôn. Và đây là những chậu khủng nhất của cửa hàng của anh. Wow, cô chú nhìn anh bước chân đứng mà nhỏ bé so với cái chậu. Cái chậu nhìn nó chầm dàm luôn ha. Anh đứng như có chút xíu xíu. Cái này anh nói nhiêu cặp ta? Anh nói 7,5 triệu à. Một cặp này là 7,5 triệu. Đây là chậu pha lê khủng nhất của cửa hàng của anh tại Bến Tre. Trong đó thì những chậu 1m đó thì 3 triệu. Em thấy có mấy cái nhỏ này là nhiêu cặp anh trai? 1,5 triệu ha. Dạ. Dạ. Một có loại 1,000,000 đến 1,400,000. Nó hơi buồn. Bơm nước vô là nó tươi lại liền. Tỉnh gà lại liền. Đây là cái chậu này là 1m2. 4 triệu. Chứ là cái chiều cao á. Quá đẹp. Zoom lại, mình zoom lại cái kế cho cô chú xem. Đây là đang búp ra, đang nở ra luôn. Rồi em cảm ơn anh trai ha. Dạ, em chúc anh sẽ bán nhanh hết nhất trong cái dịp Tết này. Gỗ bự
5.000 luôn hả? Một cửa hàng nhựa, đồ mũ, ghế, ghế gỗ rồi ca, đồ hút rác luôn, đồng giá đều 5.000. Ồ, rẻ vậy ta. một cặp 15.000. Đây là những chậu dạng thọ mini có chiều cao khoảng 3 tấc, 4 tấc. Đồ. Wow. Ớt cẩm thạch luôn nè. Những cái lá nó trắng trắng ha. Giống như thì cái lá trắng đó. Hạnh cẩm thạch rồi bông giấy cẩm thạch. Chung là mấy ba chục ngàn. Hai chục là một cặp 40. Dạng thọ này chị nói là một chậu 20.000, một cặp 40. Chị bán đây có mấy chậu dạng thọ là hơi lứa lứa vừa vừa nè. Cái này em thấy dễ mua ha. Nhỏ nhỏ vừa vừa. 120. Ồ cái này chị bán này chậu bự này là một cặp 120 nè. Chậu này là chậu lớn nè, một cặp có 120 à. Cũng là có 60.000 đồng một chậu. 60.000 một chậu. Nói chung là phải chăng quá. Rồi ở đây là những chậu nhỏ hơn. Đây là dạng thọ 60.000 đồng một cặp. 60.000 đồng một chậu, 120 một cặp. Đây là cúc. Chắc này cúc pha lê đúng quá. Bông giấy à. Tiếp tục là những bông giấy rực rỡ nè. Nghĩ bông giấy này chắc trăm mấy một chậu à. Tại vì ở tại làng hoa Phú Sơn thì bông này người ta giao cái giá gốc đó là chỉ có 50-60.000 một chậu thôi. Thì mua đi bán lại phải có lời tí là trăm mấy. Ồ chậu bự này vẫn là 150 luôn. 75.000 một chậu dạng thọ. Đây là chị ở phía bên đây của bờ, là đối diện với cái bờ sông á. Mới bữa nay luôn. Chưa bán. Buổi chiều này luôn hả? Hy vọng là quay xong là chị gái sẽ bán đắt hàng nha. Cẩm thạch cái này như là cẩm thạch đỏ nè. Cẩm thạch đỏ. Cẩm thạch tím thì cái màu kia. Cẩm thạch đỏ. Cẩm thạch đỏ. Cô chú anh chị có đi chợ Bến Tre thì ghé ủng hộ gian hàng dạng thọ với bông giấy cho chị gái nha. Ở dưới xe lách. Thôi cảm ơn, chúc chị gái bán đắt hàng nha. Bên đó có mấy chậu bông giấy nhỏ. Đây là những chậu mới lên ngày hôm nay. Bông giấy nhỏ nè, ở đây có ớt nữa. Ở phía bên đó là hướng nằm bên dưới bờ sông. Phía bên đó thì để bông rất là nhiều ha.
Trước mặt là cô đang để bán bánh canh, và phía bên tay phải là những chậu mai mini rất là nhiều nụ. Có một góc nhỏ nhỏ là dạng thọ mini nữa nè. Và mai thì khu vực này tao thấy mai rất là nhiều ha. Ở đây là những chậu mai chiếu thủy nè. Wow, khu vực này là mai rất là nhiều. Có giá không anh Trạch? Hình như cái này nè phải không? Dạ đó. Dạ. Cái này là 5 triệu ha anh? Dạ. Cái này là 9 triệu. À. Có giá sẵn luôn, dễ chơi. Ồ, gốc đó bự đó mà 9 triệu. Gốc này là 5 triệu. Quá bông rồi. Mai này ở đâu lên hay chút? 5 triệu chậu này. Mai này ở trạm thu phí Bến Tre lên đây. Còn gốc này nè, gốc này tâm thấy nó uống lượng nè, uống quắn nè. Gốc này hình như là anh chưa viết giá lên đây. Bôi mất giá rồi. Gốc này thấy đẹp nè, quan trọng nè. Cái đó 5 triệu. 5 triệu. 5 triệu. Tứ quý. Tứ quý. Thứ quý mà mình ghép bông vô. Ồ, đẹp quá, nhìn nó như nhìn nó xòe ra giống như là một cái 5 triệu cho cái chậu mai này. Con này là con thú này, có cái đuôi. Con này là giá mềm chỉ có 3 triệu thôi. Ồ, gốc bự quá ha. Có cái đuôi luôn ha. Tại do mới ghép cành nè, nên còn ít. Giống như là dâu quê cặp nghiệp cái thử ra cho đâu đầu cái nào. Này chỉ có 3 triệu thôi cô chú. Anh kêu vô để wow. Cái gì đặc biệt không? Cây này là lá tấn bông chùm. Đặc biệt đó là lá nhỏ. Tuổi đời của nó hơn 30 năm. Hơn 30 năm. Lá sắn bông chùm. Hoành gốc là 62 là 62 là 6 tấc 2 đó anh ha. Dạ đúng rồi. Cái này thì rất là thơm. Dạ. Anh, ra bông rất là thơm. Cây này thơm. Nguyệt, nguyệt quế. Hai gốc này hai gốc này giá chỉ 7 triệu anh. Wow. Hai gốc luôn nha. Hai góc này chỉ có 7 triệu thôi. Mà số điện thoại anh ở đâu em thấy? Dạ, anh ở đây là ở phường 7 Bến Tre. Nói chung là thích thì tới đây để xem ha. 7 triệu cho cái cặp này. Nguyệt quế. Có chậu mai nào khủng, góc mai nào khủng hơn nữa không ạ? Đây là gốc tứ quý, đế đều đẹp. 4,5 triệu. 4,5 triệu. Gốc ngoài đầu 4,5 triệu, trong đó 2,7 triệu hay gì đó. 2,7 triệu. Cũng tứ quý luôn rồi ha. Nguyên dãy này tứ quý không ha. Wow, mấy gốc này nhìn nó cổ lắm nè. Xưa. Lâu năm. Nhưng mà giá chỉ có 2-3 triệu, 3-4 triệu thôi. Về cái này, những cái này mình về cái mình ghép cành như nữa là lụm ha. Dạ. Tứ quý mình ghép vô á nó mạnh hơn là mai vàng, nên á giờ dân mà người ta nuôi cây để mà bán tết á là người ta chọn những loại tứ quý như thế này. Dạ. Dạ. Vậy là tứ quý về mình ra mình bán chạy hơn là những cây mai vàng. À. Cái tủa 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 lên nha. Ồ lạ ha. Cái nhánh của nó tủa lên. Cũng tứ quý luôn ha. Dạ, tứ quý hết luôn. Đây là 5 triệu rưỡi. 5 triệu 500 ngàn cho cái gốc này. Cái gốc bên đây có cây mai khủng nè. Dạ. Cây này không biết nhiêu năm, cây bên đây này là sao? Cây này mai vàng. Cây này bao nhiêu năm tuổi anh Trang? Cái này cái năm đó thì em wow. Cái gốc nó bự quá.
kìa, anh bước chân anh đứng mà nhìn ảnh như muốn bằng với cây mai luôn á. Quá cộm, quá cộm rồi nha. Ồ, đẹp quá, đã quá. Cây này có giá là 95 triệu. Wow. Đây, wow, 95 triệu là giá. Anh là ở kênh gì ạ? Coi á, cũng như dạ, coi. Dạ, anh đó là Bước Chân Miền Tây. Bước Chân Miền Tây. Dạ, em là Đứa Con Đồng Tháp. Dạ. Hai kênh. Có gì đăng lên chia sẻ từng câu chơi ha. Dạ dạ, có anh vô là có à. Bước Chân Miền Tây. Ôi, cái cây này 95 triệu là giá này rất là phải chăng luôn á cả nhà. Tại vì mấy gài là tôi đã đi rất là nhiều nơi rồi, thì những cái gốc nó thường nhỏ hơn gốc này nữa, nhưng mà giá nó cao hơn. Này là mai vàng là nguyên thủy luôn hả anh? Dạ đúng rồi. Nguyên thủy luôn. Anh có độ chiều cao nó là bao nhiêu không anh trai? Chiều cao của nó tầm 4m rưỡi. 4m rưỡi, 5m đó. Dạ. Wow, 95 triệu mà nhìn nó rất là kịch cộm luôn nha. Nhìn anh bước chân đứng kìa, bằng bằng với cái góc luôn á cả nhà. Nhìn là so sánh, thí dụ không có người á thì chúng ta không thể so sánh, mà có người đứng vô là biết liền. Quá im. Rồi, em đĩa cái góc này nè. Nếu mà ai mà thích lùng liền, đúng không? Lùng liền mà dạng như siêu nụ. Cho em xin giá cái này anh trai, mai vàng luôn hả? Cái này của ông bạn không thấy nó kêu giá nhiêu. À của ông bạn ha. Cái này giá nhiêu ạ? 500. 500. 500 triệu ha. Dạ. 500 ngàn hả? Nắp. Bởi vì là 500 triệu nha. Bởi vì nhìn nó quá đỉnh mà. Cái này có cái nâu đặc biệt mà có giá là 500 triệu anh chặt. Dạ, cây này là cây mai nâu anh. Để cũng nâu á, như vụ mối vậy. Mà nó bỏ đều hết. Thân nó là đầu voi đuôi chuột. Đầu voi mai nâu. Ý nghĩa phong thủy. Dạ. Mai nâu là nó vô cái dáng của cây kiển ha. Dạ. Đây là hình bonsai rồi. Dáng này là dáng kiểu bonsai. Có giá là 500 triệu. Kìa kìa, đó anh đi vô đó đó, cả nhà thấy anh không? So sánh đi là biết liền à. Đó. Có người đứng vào người ta mới thấy được cái độ lớn của nó. Cái độ lớn của cái cây. Ừ. Đây, cả nhà có thể tới đây để liên hệ với lại cây mai này nếu thích ha. Và những cái mai của anh vòng vòng trong đó và những gốc mai thứ quý rất là nhiều. Mai này, cây này của anh hả? Anh trai có nhớ nhớ số điện thoại không? Anh trai đọc có luôn gì, đi. Liên hệ số điện thoại 0901 01 01 41 01 01 41. Ồ, dễ nhớ. Yeah, okay. 0901 01 01 41. Yeah. Rất là dễ nhớ luôn. Rồi, tạm biệt anh trai. Chúc anh sẽ bán mau hết. Dạ. Yeah, yeah. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đi dạo một vòng để cùng xem hết tất cả những loại hoa ở khu vực này. Trước khi đi tới những gốc mai thì chúng ta lại bắt gặp những cái gian hàng quần áo. Đặc biệt thì mùa Tết thì gia đình sẽ sắm quần áo cho trẻ em. Và đây là những chậu mai. Ở khu vực này thì tôi thấy mai nhiều, rất là nhiều ha. Đây có để nè. Đây là những chậu mai lớn nè. Mai này cho ra hoa đầu tiên. Wow, đây cũng là một cái gốc. Là khu vực bán vạn thọ với lại cúc mâm xôi.
250 một cặp cúc mâm xôi Hàn Quốc mini dễ chơi. Bên đó là cúc màu vàng chanh và bên đây là màu tím nè, cúc mâm xôi màu tím lừng danh mấy ngày qua tại làng Hoa Sa Đéc. 250 một cặp cho chậu cúc mâm xôi này. Ở đây là những chậu cúc pha lê. Cúc chậu bự là 600.000. Dạng thọ chậu bự là cũng là 600.000 một cặp luôn. Đây là gian hàng có rất là đa dạng nè, cúc pha lê, cúc mâm xôi tím, rồi cúc này cúc pha lê á. Này gì vậy? Cúc pha lê. Này cúc pha lê hả? Ủa sao em thấy anh đứng gian hàng mà không biết kỳ vậy? Dạ. Cũng như là mình chỉ ấy thôi ha. Để đi cái gì? Thấy gian hàng này rất là sáng sủa nè. Đây là cúc pha lê ha. Cúc pha lê hay là cúc ấy ta? Nếu giống thì này là cúc pha lê. Chậu này cũng to lắm nè. Ồ, chậu này cỡ 1m6, 1m7 á chứ không ít đâu. Và đây là bông giấy. Tiếp theo là một gian hàng đầy những cái bông màu gà. Cặp màu gà 120. Nhưng mà Tết thì thường ra mua cặp. Dạ, dạ thường là bán cặp. Hỏi em trả lời cặp không ạ? Đúng rồi. Cặp, cặp là... Người không hiểu, người ta nói, tưởng là một cây mà dạ. Trả lời là cặp không ạ? Dạ, đúng rồi. Mình trả lời là 120 chậu là 60. Dạ, mà nhiều người có người ta không biết, người ta nói em cây á hả? Dạng thọ đó là cặp nhiêu chị? 140. À, hơn được 20.000 mà cái chậu cũng bự lắm nha. Màu gà này nổi quá. Đây là 140.000 cho cặp dạng thọ. Đây là màu vàng với là màu cam cũng giống nhau luôn ha. Ô, màu gà này màu gà dài. Đây là những cái chậu màu gà dài. Ồ, cái dãy mai này ghép nhưng mà cho ra bông luôn à. Cho ra những bông đầu tiên hả con? Wow, nổi bật quá. Tại vì nó cúc thổi hương nó mau bung lắm cho nên mới lập ngày hôm qua. Cái này tên nó là cúc thọ hương hả con? Dạ. Thì mình ghép cúc này con. Dạ, nó nhiều cánh ha. Mai cúc hả con? Mai cúc thọ hương. Quay ở chợ Vĩnh Long đúng không? Đúng rồi, cũng là thọ cúc. Mai cúc thọ hương hả? Ừ. Cúc thọ hương. Dạ. Mai cúc thọ hương. Chậu như vậy là có giá bao nhiêu con? Nó cỡ 6 triệu. 6 triệu. Dạ. Một chậu này là cúc mai cúc thọ hương 6 triệu. Có thể xíu đó. Alo.
Đây là những chậu nhỏ hơn, gốc nhỏ hơn thì giá sẽ mềm hơn. Mai cúc thọ hương. Wow, đây là những cái bông mai đầu tiên. Quá đẹp. Đây là khu vực này thì cô bán cũng nhiều. Tôi thấy khu vực này bán cũng nhiều. Ồ, cái gốc này nó có 7 nhánh luôn. Một cái gốc mà nó ra 7 nhánh ha. Thời điểm này là một buổi chiều và trời đang xuống dần. Ở đây là cũng là những cái chậu hoa kiển. Trong đây thì có ổi, cúc tím. Đây là, ủa mấy anh đang làm gì vậy? Xịt cá hả? Xúc cá. Xúc cá. Ô, cả một cái gì hả? Ồ, trên đó kìa. Trên đó là bông hoa quá trời luôn kìa. Ở đây là những chậu hoa được bó lại rồi. Hoa hồng, cúc tím. Đi ghe xuồng miền Tây không? Đây là người ta bó lại để cho nó không có dập cái bông. Như đây là những cái mai cũng bó lại nữa nè. Wow, khu vực này là bông giấy nè, quá nhiều. Nhưng đặc biệt thì Tâm thấy có một cái cây này nó nổi bật nhất trong đây. Cù lằn nè. Này thì Tâm không biết cây bông gì ha cô chú. Hình như bữa anh nói là bông nâu rồi phải. Hoa nâu hay là cây nâu gì nè. Nhưng mà thường mấy cây nâu rất là nhỏ ha. Còn này cái gốc to nè. Gốc to mà nó sần sùi nó nhìn lạ quá. Cây này chắc là tuổi đời lâu lắm rồi nè. Hoa nâu. Trước mặt của cả nhà là những cây mai, cây đào. Đây là bông giả nha. Rất là đẹp. Như cây mai này thì một cái gốc cây và trang trí lên những cái bông mai rất là đẹp. Những cái chậu đông đào. Cái này là cũng mai quá. Mai hay đào ta? Wow, cái này là chậu táo nè. $2.500.000. Cái này là táo gì chú? Chỉ biết táo thôi à. Này trái bự chắc táo Mỹ rồi. Trái bự này táo Mỹ rồi. 2.500.000 cho cái chậu táo này. Đây là những nhánh đào, nhánh mai. Này chắc chậu đào. Này cũng có giá luôn nè. Ồ, cái này cũng 2.500.000 luôn. 2.500.000. Rồi, bye bye chú. Dạ. Và đây là quần áo 35k một cái. Ba áo 100k. Áo sơ mi. Cái này gì? Trái dừa hay là trái dưa ta? Dừa hả? Wow. Đẹp quá, trang trí đẹp quá.
hạnh phúc thọ nè. Năm đầu tiên, năm đầu tiên luôn. À. Với lại mình thấy ở cái góc này là đẹp nè. Trái 130, một cặp là 250, mấy chậu nhỏ, mấy trái nhỏ. Còn trái lớn? Dạ, chỉ có riêng cặp này là 350. Tại cặp này là cái chữ nó nhiều hơn, với lại cái cuốn nó đẹp hơn. À. Cái chữ nhiều hơn, cái cuốn nhiều hơn. Là một cặp này là 350 một cặp. 350 một cặp. Là một trái là 175.000. Trong này là cũng mình 250. À. Ồ, có cái trái này cái màu đẹp quá. Ồ. Có học ở đâu không mà sao khéo dữ vậy? Quá khéo rồi. Dạ, trái nào cũng có một cái đặc biệt của nó nè. Cái màu này là cái màu nhu nè. Ồ. Nhìn nó không có nổi bật nhưng mà nó rất là đẹp. Này là màu vàng, ai thích trời vàng nổi bật ha. Nhiều loại lắm. Rồi, cảm ơn, bye bye. Chúng em sẽ mau hết. Quá đẹp. Cũng như nó sắp già rồi ha. À, nó sắp già. Hey, vừa vẽ chân Tết. Tạm biệt. Đây là những chậu hướng dương có giá là 100.000 một chậu. Cao 1m75 ha. Nó đứng là nó cao bằng tạm luôn đó cả nhà. Đây là thời điểm đang trời sắp tối thì tại cái khu vực bờ kè chợ hoa Tết này đang rất là xôn xao. Dài dài trong đó, hướng đó thì chúng ta thấy rất là đông. Bên tay phải này thì bông mai rất là nhiều. Đây là những chậu cái là sen đá với lại xương rồng. Ở đây thì đối diện với lại cái bờ bên kia của bờ sông đó. Bên kia là bờ sông. Cảm thấy cửa hàng bên đây bán cũng nhiều. Đằng đó là cái chậu đằng đó cũng là hoa Tết kìa. Để nói kìa. Cái này xịt màu quá Tâm. Xịt màu vô, đúng rồi. Xịt màu vô có dính ở ngoài cái hồng mốt kìa. Cái đó ta xịt vô mà. Như cái này là chưa xịt nè. Xương rồng. Trên đây người ta xịt, người ta gắn vô cái mấy cái chậu nhỏ này. Này là 30.000 một chậu. Còn đó là 20.000, cái màu đó 20.000. Màu mè quá ha. Những ai thích màu mè thì đúng bài. Thì ở đây ta có giá để trên số như này nè. 65.000 chậu này nè. Chậu hình trái tim ha. 65.000. Ngân hàng này thì có số hết. Ta có để giá sẵn. Mấy chậu làng, hoa làng. Đỗ Quyên hả? Đỗ Quyên 420. Những chậu Đỗ Quyên trong đó là 420.000. À, phía trên thì bông lan, hoa lan. Có thể mình sẽ nhận là một cặp đó. Người ta để 150 có thể là một cặp. Trạng Nguyên. Đây này nhớ cái gì không? Bữa ở
quận 7. Bữa nói mà quên rồi nè. Sống đời Thái. Sống đời Thái hả? Sống đời Thái nè, cũng chịu. Chậu 1 cây, 2 cây, 3 cây là có giá mà chưa có biên giá lên. Sống đời Thái nha. Sống đời Thái vẫn chưa cho ra giá ha. Cái màu trong đây thì đẹp hơn nè, nhìn nó tươi hơn. Bánh bao bánh bao. Rồi, cái này là cây hột tròn lắm. Bánh bao bánh bao. Cây hột tròn nha quý vị. Hột tròn 50k. 50.000 một chậu hột tròn. Ồ, đây là những chậu dạng thọ rất là to. áo bà lầm. Đây là mai cốc trái tắc. Đây là trái cốc. Ở đây thì chưa mở đèn. Ồ, khu vực này thì đang thấy bán tắc rất là nhiều. Cô bán tắc. Tính hỏi giá. Mấy cái trái tắc này nổi bật quá ha. Chín nổi bật quá ha. Màu vàng. Mấy quả này là chín đó nè. Ừ. Nhìn đẹp ha. Ở đây có một cây cốc, cây gà nhánh, cái con nhánh một quả trái luôn. Cô đang ăn cơm phía trong cho nên không hỏi giá được. Không thôi thì Tâm sẽ hỏi giá cho cô chú mình biết những chậu tắc này. Cô nói hỏi đại đi, nhưng mà thôi, để cho cô ăn cho ngon. Quần áo. Giày dép. Dạng thọ cúc. Và cái đường bờ kè này á, là Tâm thấy rất là dài cô chú. Nếu mà chúng ta đi bộ á, thì cũng khá là mỏi giò đó nha. Ở đây là những cái chậu ớt nè. Ớt nó chín hết rồi ha. Trái chín hết rồi. Đỏ đẹp quá. Mấy hôm trước mình đi là chưa. Bữa nay là đầu vô Tết à. Ừ. Màu chín đỏ đẹp quá. Không, chân cho chân chậu ớt này nhìn cũng đẹp lắm nè. Đây là những trái ớt tim. Mặn chuông. Không, cái đó ớt chuông. Ớt chuông mà không ý đó là nhìn nó to giống như nhìn như trái cà chua. À, vẫn có những trái nhỏ nhỏ kìa. Kiểu như nó không đều ha. Đây là ớt tim nè. Đẹp quá cô chú. Đây là những chậu bông giấy nè. Mà có để giá sẵn ha. Bông giấy nhỏ. Một trăm năm mươi ngàn chậu này. Cái gì mà vui vậy? Hồi nãy hỏi chị chậu ớt đó chưa? Mười chậu hả con? Nhìn mấy cái chậu ớt chuông là thấy kết liền ha. Ớt tim. Gâu găm. Con giới thiệu 60 là ớt chuông. Ớt chuông bên đây nè. Bởi vậy chậu găm khác nữa 60 mình bỏ tính đi nghỉ mua rồi. Cô mua gâu găm hả? Chậu ớt chuông. Con kính làm Hồng Phượng hả? Dạ. Chặt quá. Chặt quá hả? Gâu găm với lại ở Sài Gòn là... À. Vậy là đi về đây chơi ha. Về tảo mộ à, đi tảo mộ. Tảo mộ cuối năm. Nó có tặng cái ớt này mà ớt cũng hay quá trời.
Lỡ rồi mình mua luôn chậu đó luôn đi. Nó đỏ mà nó đẹp. Không em gái. Lúa đâu có mùi đâu. Lần đầu tiên mới thấy ngửi lúa nha. Rồi có thấy thơm không? Bây giờ lúa là không có mùi. Chỉ có rơm có mùi thôi. Rơm với lại lúa mạ non á là mới có mùi thôi. Lúa này không biết nhiêu một chậu nè. Năm chục ngàn là cái chậu lúa này nha cả nhà. 50 ngàn. Thiệt. 50 ngàn mà nó bậy đâu trời. 50 ngàn thiệt. 2 chậu lúa 100 ngàn. Hai chậu lúa. Ô anh lấy luôn nè. Một cặp là 100 ngàn. Lúa. Ồ lúa này có bộ đất nè. Ở đây bán lúa đắt ha. Lúa này có bộ lạ lạ. Thời điểm này là để tụi mình coi giờ thử coi. 6 giờ 24 phút rồi. Thời điểm này thì cô chú mình có thời gian để đi tới đây để cùng xem hoa, mua hoa vào dịp Tết này. Đây là có những chậu bông trang nữa nè. Ồ. Anh biết cái này của chú Ba không? Phải chú Ba không? Không, không phải đâu. Không phải chú Ba. Phải không? Sao giống của ổng vậy? Không phải đâu. À tại vì Tâm được phẩm đi quay tại chợ Lách Bến Tre thì có quen một người chú ba rất là dễ thương, cũng bán hoa giấy vào cái khu vực này. Wow. Màu tím nè, quá đẹp. Wow, đông quá. Mỏ cài lên. Dạ. Yeah. Mỏ cài lên. Nhiều khi ta mua xe cũ. À. Đi đông vui quá. Quá đông rồi. Đó. Rồi rồi, gì đợt này lên luôn rồi. Lỡ lên luôn đi, lỡ lên luôn đi. Đi mua hoa đông vui quá. Mỏ cày là cũng cỡ cũng của Bến Tre luôn. Mỏ cày Nam, mỏ cày Bắc. Đi nữa bông đi mấy con.
Đây là khu vực này là bán mai. Chậu mai mini này dễ chơi ha. Ê, mấy cây cam nè. Hay dữ ta. Wow. Cam này đọc lại nha. Cam này kêu cam gì anh trai? Cam Mỹ. Cam Mỹ hả? Cam Mỹ. Nhiêu chậu anh trai? 700 ngàn. Đẹp quá. Ô, nhìn lạ nha. 700 ngàn chậu này. Mỗi ngày đi vòng vòng miền Tây về tới đây mới thấy cái chậu cam Mỹ. Trái lùm lùm luôn. Nó chín ra nó to. Nó còn bự nữa. Cam Mỹ. Cam Mỹ. 700 ngàn một chậu. Quá đẹp. Cái hình nó uốn lượn nè. Sắn. Trong đó có khu vực này mình thấy có khoảng chục cây ạ. Có cây này nó chín rồi nè. Trái nó chín rồi nè. Hay quá. Những trộn màu gà với lại ớt nè. Màu gà ban đêm hay ban ngày gì nó cũng nổi bật. Màu nó rực rỡ. Ừ. Thời điểm này là buổi tối cho nên tâm canh vào giờ này để cô chú anh chị chúng ta đi mua đông. Wow, tiếp theo là một cái gian hàng bông giấy. Bán có một mình hả? Ý là đổi tới đổi lui mấy người. Ý là có đổi ai tới đây không? Với em gái. À. Mỏ cây bắc. Chậu đó 700 ngàn. Ở đây. Đây là những chậu này là 300 ngàn. Mấy chậu ngoài đây là 150 à. Dễ mua. Ở đằng đây có mấy chậu nhỏ hơn nữa nè. Hèn ơi, tội nghiệp vậy. Rồi, bye bye em, chúc em bán đắt. Đây là những gian hàng, nói chung thì cũng đi rồi, vừa tới. Đây là những gốc mai nè. Cây này thơm dữ ta. Như có cái mùi gì mà thơm vậy ta? Chú cây này độc lạ quá. Độc lạ. Cây đó là cây chuối. Cây dúi. Cây dúi. Wow. Vậy là ở trong đây là có đất luôn hả chú?
không, nó sống từ đó có miếng Phật với cái ấy thôi. Đơn giản ở trong ha. Hoàng Anh Mộc. À, Hoàng Anh Mộc. Wow, có cái hình đẹp quá. Dạ. Yeah. Này là giá bao nhiêu chú? Cây dúi. Hai triệu rưỡi. Thấy nó độc lạ quá. Đây là cái ngón tay nè, nó cũng bự, nó cũng to lắm. Nó cái hình nhìn. Hoàng Anh Mộc. Nó có hai tên, thường là Hoàng Anh Mộc ha. Chú bán, quá. Chú bán mình biết khi cái tên Hoàng Anh Mộc rồi đó. Không, để tôi bán cái giùm tôi là mai về cả đâu điện ổng mà hỏi phải giá 2.5 triệu không, để có nè em quay cho YouTube lên kìa. Đúng rồi. Dạ. Ồ, đây có mấy chậu lạ lạ không à? Để nó lại bà nghe. Wow. Cái cây này nó u lên một cái cục luôn nè. Nhìn giống như cái đầu của ông Thọ vậy. Cái sung độc lạ hả? Vân nhân. Bán Vân nhâm hả? Vân nhân. Wow. Có lẽ chú gành về kiển quá nè. Cái chú nằm trong cái hũ vậy nhiêu vậy anh? Dúi. Cái đó 900. À vậy là cái chậu dúi là chỉ có 900 ngàn nha cô chú anh chị. Rồi. Bây giờ mình đính chính lại cái chậu này nha. Cái chậu dúi này là chú nói lộn nha, chỉ có 900 ngàn thôi chứ không phải là 2.5 triệu. Này là giá là 900 ngàn. 900 ngàn. Có tên là Hoàng Anh Mộc. Ở trong thì có đất có phân người ta để vô kìa. Dạ, Hoàng Anh Mộc. Ở bờ kè tại chợ hoa Tết Bến Tre này thì tôi thấy có xen lẫn vào bông hoa Tết thì có quần áo, rồi giày dép, cũng như là kiến hay là nón rồi đó. Tức là cách một khúc là có một khúc, cách khúc có khúc thì xen lẫn vô như vậy. Và giống như ở đây thì có cái hồ cá kiển nè. Ê, có con cá giống cá tra mà nó đen đen ta. Quá đẹp. Nè 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 cả nhà, con cá này y như con cá tra của mình luôn, nhưng mà nó có cái màu đen đen rất là đẹp. Cậu bé thích những con cá. Và ở đây chúng ta lại thấy tiếp tục là những gốc mai. Wow. Gốc mai này dữ quá. Đó thì lại là bông rồi tiếp tục lại là dép rồi quần áo, cứ xen lẫn vào cái khu vực này rất là đa dạng. Wow. Ủa cái này cái mai hả chú? Wow. Quá thế rồi. Toàn ơi, tưởng đâu cây cổ thụ nào không à. Cái dáng ở trên nhìn giống như là cây cổ thụ vậy đó. Quá đẹp. Một cái nhánh to kìa. Ồ. Nhìn mình tưởng đâu là một cái cây khế mà nó bự vậy đó. Nhưng mà thật sự là cây mai. Nó lắng lình luôn. Của chú hả? Quá không kìa đấy chứ. Dạ. Là hai người là đứng đây khách coi. 5 năm rồi. Những năm ông này chủ hả? 100 năm anh.
bao nhiêu năm tuổi? 100 năm anh nói 100 năm tuổi. Ở dưới cây nhánh kìa. Kè nhìn chú nhìn chú đó đứng sát bên mà nó bự hơn chú luôn á. 100 năm tuổi trời. Ồ. Dã màng vậy. Nó mà mình giới tay không tới mình đưa cái tay mình vô cho người ta thấy được cái nhánh. Ồ. Anh trai cho em xin cái giá cây này được không? Hả? Này là giá bao nhiêu? Tiết lộ. 2 tỷ hả? 2 tỷ. Chính xác không? Rồi, chính xác nha. Giá 2 tỷ. Cây mai, cây mai 2 tỷ 100 năm tuổi tại bờ kè của Bến Tre. Trời qua Tết. Đó. Trên màn hình thì đó thấy anh rất là bự con nhưng mà anh đứng so với cái cây kìa. Nhìn nó như một cái tàn cổ thụ vậy đó. Hai người đàn ông nhưng mà đứng kìa. Nhà thấy không, đứng sát bên nhưng mà nó nhỏ hơn cái cây rất là nhiều luôn. Cái nhánh này thôi là chúng ta có thể xích đu được luôn á. Dạ. Tưởng cây sari không? Con cũng tưởng vậy á. Thấy chú, cái nhánh đó thôi là mình đã xích đu được luôn á. 2 tỷ thì cái giá này là đúng chuẩn của nó. Nhưng mà mình thì cũng hơi cứng ha. Dạ. Quá đỉnh nè. Đó thì giá khởi điểm là 2 tỷ thì cô chú nào thích thì cứ tới đây. Rốt lên được mấy ngày rồi anh? Rốt lên được mấy ngày rồi? Lên đây 1 tháng rồi. Lên đây 1 tháng rồi nha. Lên đây 1 tháng rồi. Quá dữ. Anh thấy là cái nhánh trên đó mình xích đu luôn ha, mình để dây mình xích đu được luôn á. Chắc quá. Bự á. Là khu vực này của anh là toàn là những cây dữ thôi à. Giá 2 tỷ là cũng rẻ hơn ở Long Xuyên. Đúng Long rồi. Long Xuyên nó hét giá dữ lắm. Đúng rồi. Cầm cây này là ở dưới Long Xuyên nó đòi lên cả 1 tỷ. Tại nó chơi nói 2 tỷ, nó trả tỷ 2 chơi luôn à. Trả tỷ 2 lụm luôn không? Trả tỷ 2 lụm luôn. Đó, tức là cái giá còn thương lượng nha cô chú. Còn thương lượng 2 tỷ nhưng mà giá vẫn còn thương lượng chứ không có cứng giá đâu. À, góc mai này cũng đỉnh lắm nè, quên góc này không là đã thấy dữ dằn. Wow, anh bán những gốc dữ không? Gốc này nhiêu năm anh? 35 năm. Ủa, 35 năm mà bự dữ vậy hả? Cho em xin giá gốc này anh. 150 triệu. Ừ, có 150 à. 150 triệu giá bình dân. Giá sinh viên. Mai mà giá sinh viên. Nổi không? Chà, mấy sinh viên này chắc con đại gia. Quá khứ à. Toàn hàng dữ không à, vô khu vực này. Ai mà mê mấy gốc này là tới đây phải nói là đúng bài luôn à. Rồi ở tâm kìa. Cái tàn. Cái này thì có cái chùm gốc giống như là một cái con bạch tuộc ha. Dữ quá. Wow, cây này nữa nè ông ơi. Anh ơi, trong đây nè. Cái này bao nhiêu năm anh? 100 năm không? Không. 4 mấy năm á. Ồ, 4. Anh vô đứng kế cái cây kìa. Anh lướt ngang cái rồi, đó. Đứng gần á. Đó, so sánh được cái độ khủng đó. Quá thế rồi. Đó. Nhìn ảnh nhỏ xíu à, bằng cái gốc cây luôn. Quá dữ rồi, 45 năm tuổi. Đây là cây dữ không có cây đầu hiện hết trơn á. Đỡ kinh mất tiêu à. Quá dữ rồi, cây này là giá bao nhiêu anh? 500. 500 triệu. 500 triệu. Ồ, cái bàn nè, nhìn nè. To lắm nha cả nhà. 500 triệu. Chung là trong đó nữa kìa. Mấy góc dữ nằm trong đó mà tối quá thì mình không có quay hết được. Còn góc ngoài kia 100 năm là đỉnh nhất. Cái này có gì hay anh? Góc xù hả? Ghê không? Ồ, tối hù.
Giáng Long. Giáng Long hả? Gốc xù nở đế mà có điều nó hơi tối á, mình nhìn không rõ lắm. Quá dữ rồi. Cái lô mai này quá dữ rồi. Cái lô mai này thì phải nói ai mê mấy cái gốc dữ dữ thì tới đây khỏi chê luôn. Em cảm ơn anh trai nha. Dạ. Ai cần thì tới liên hệ anh trai tại đây. Và chúng ta tiếp tục đến với một cái cây quá đỉnh. Wow, thấy trái chưa? Nhà thấy trái chưa? Vú sữa trắng nha. Cái này là vú sữa trắng nha. Quá đỉnh luôn. Số điện thoại nè. Cái này kêu tên xíu giữa xíu sữa gì anh? Wow. Ủa, vú sữa lò gèn. Bao nhiêu năm tuổi rồi anh? Ăn ngon lắm. Mấy chục năm. Mấy chục năm. Cái này là có giá bao nhiêu? À, giá 28 triệu. Wow. Cây vú sữa trái sum xê có giá 28 triệu. Này là giống vú sữa lò gèn, là loại vú sữa rất là ngon nha. Sữa này rất là nổi tiếng nè. Đây, chú xem cái trái nè, vú sữa lò gèn luôn. Quá đẹp. Trái đó. Ừ. Ê, nhìn đảo quá ha. Trái liền luôn. Thấy cưng quá ta. Hay quá rồi. Công nhận công nghệ của nhà vườn quá quá đỉnh. Cây khế hả anh? Khế này bếp nè anh. Khế bếp vú sữa đó. Wow. Mèn ơi, cho cả nhà xem một cây khế. Một cây khế ngọc kỳ lăng hả? Khế móng rồng mà cái thân của kỳ lăng. À. Khế móng rồng mà thân là thân kỳ lăng. Khế móng rồng thân kỳ lăng. Demo là sau này tương lai nó sẽ hành cây giống giống như vậy. Cái hình dáng nó vậy đó ha. Đang trong quá trình nuôi đó nè. Hey, có cho cả nhà một trái luôn nè. Vậy là cây lớn tuổi lắm rồi, cây gần cả 100 tuổi rồi. Wow, gần cả 100 năm luôn. Khế này gần cả 100 tuổi. Wow. Có một trái gì 100 năm tuổi luôn. Quá dữ quá. Mấy trong này dữ lắm anh. Xin giá luôn anh. Cái này giá 75 triệu anh. 75 triệu. Tôi còn tương lai. Dạ. 75 triệu cái gốc khế hàng trăm năm tuổi như thế này. Quá dữ luôn quá. Ở đây đúng là gặp mấy cây dữ dữ không quá. Sáng giờ có ai quay mấy gốc chưa? Dạ chưa. Chiều giờ có ai quay không? Hôm qua cũng có anh quay. Chiều này nè. Chiều này chúng ăn quay hả? Dạ dạ dạ. Quá dữ rồi. Đây là cái hình dáng trong tương lai ha. Thì cả nhà có thể liên hệ cái gốc khế này qua số điện thoại này luôn, phải không anh? Khế này chung phải không? Đó. Số điện thoại này là chúng ta có thể liên hệ cái gốc khế này bất cứ lúc nào. Cảm ơn anh Thanh Nhật nha. Dạ dạ dạ. Lúc chân có quay số Zalo gần ngày có nhu cầu thì trực tiếp với Thanh Nhật nha. Cảm ơn chú này ở đất này. Rồi em bye bye anh. Dạ. Dạ dạ. Cả nhà có thể liên hệ hai cây này ha nếu cần thiết. Wow, ở đây là cái khu vực bán những cái cây vàng ha. Này gọi là cây vàng chứ đúng không? Cây vàng cây bạc. Cây vàng cây bạc. Cành vàng lá ngọc á. Nói bán này thôi là thấy giàu rồi nè. Dạ. Quá trời mua luôn rồi. Đó là những cái gốc ngân lượng. Hỏi cái bà đó lấy bao nhiêu? Trời ơi, đủ thứ, đủ chữ hết rồi, sao có. Đây là bên khu vực đối diện. Đây. Đối diện tại bờ kè thì bán những cái món hàng như thế này, rất là đẹp luôn cả nhà. Và bây giờ thì thời lượng cũng đã hết rồi. Tâm cũng xin khép lại video ở đây. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã ủng hộ đứa con Đồng Tháp trong thời gian qua. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình trong tập tiếp theo nha.